Đà Nẵng thêm 123 ca COVID-19, có 12 ca cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng tăng gấp đôi so với ngày hôm trước. Trong ngày 31 tháng 8 ghi nhận thêm 123 ca mới và có đến 12 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Chiều ngày 31 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết địa phương vừa ghi nhận 123 ca mắc COVID-19, trong đó có 47 ca đã cách ly tập trung, 22 ca cách ly tạm thời, 42 ca trong khu phong tỏa. 12 ca còn lại phát hiện ngoài cộng đồng gồm 8 ca lấy mẫu hộ gia đình tại các phường Hòa Thọ Đông, Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, phường Hòa Cường Bắc, Thuận Phước, quận Hải Châu, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê và xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. 4 ca khác chưa được cách ly khi lấy mẫu gồm 2 ca trực chốt phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, 1 ca lấy mẫu diện rộng phường An Hải Đông và 1 ca có triệu chứng đến cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Trong 12 ca phát hiện ngoài cộng đồng hiện có 6 ca chưa xác định được nguồn lây. Chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận thêm 68 ca mắc mới, trong đó có 39 F1, 26 ca trong khu phong tỏa, 1 ca là đối tượng hoàn thành cách ly và 2 ca lấy mẫu hộ gia đình phường Hòa Cường Bắc, Thuận Phước. Tính đến hiện tại, chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận 1.522 ca mắc. Tính theo địa phương, quận Thanh Khê ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 46 ca, quận Hải Châu 35 ca, quận Cẩm Lệ 25 ca, quận Ngũ Hành Sơn 2 ca, quận Liên Chiểu 4 ca, huyện Hòa Vang 3 ca. Đến hiện tại, toàn thành phố Đà Nẵng đã có 6 xã, phường trong 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng gồm phường Hải Châu 2, Nam Dương, Phước Ninh, quận Hải Châu, xã Hòa Bắc và Hòa Khương, huyện Hòa Vang và phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Tính từ ngày 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.049 ca mắc COVID-19, đang điều trị cho 3.125 ca dương tính. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!